Chào các bạn nhé, hôm nay mình có ông khách ở xa. Ông ấy chót reset lại cái máy, cái bản Hotel này. Máy LG sau khi reset là mất hết cả cài đặt và mạng không hiển thị cài đặt mạng và mất YouTube. Thế mình tiện làm một cái video để gửi cho anh ấy thì mình tiện đăng lên cho các bạn xem. Đây mình có một con TV nhá. Bản Hotel này, mình giờ mình sẽ vào cài đặt để mình reset đấy. Mình reset đi nhá. Cái con này thì nó không bị lỗi, nhưng mà mình bây giờ mình vào mình reset để cho nó lỗi. Sau đó mình sẽ cài đặt chi tiết. Đây mình vào cài đặt rồi vào reset lại đây. Đấy, đặt lại này. Đặt về cài đặt ban đầu này. Cái bản này là cái bản của nhà hàng khách sạn, thường thường nó sau khi reset xong nó sẽ ẩn mạng wifi và ẩn cả YouTube. Mình phải cài đặt lại bằng cách là ấn phím cài đặt này, xong rồi nhấn 1105, cứ chờ tí để mình reset lại để cho nó bị cái tình trạng như là wifi mới lại YouTube. Đây, sau khi reset này mình sẽ cài đặt lại tất cả này. Cài đặt ngôn ngữ này. Đấy, sau khi reset xong nhé, đấy, các bạn bấm lên là mất YouTube rồi, không có YouTube rồi. Và wifi thì không hiển thị mạng wifi để mình cài đặt. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt lại và cài đặt nhé. Ở trên khiển có cái hình bánh răng đấy, các bạn nhấn và giữ. Đây, mình vào là không thấy có mạng wifi để mà cài wifi nữa. Bây giờ mình tiến hành cài này, mình sẽ nhấn vào phím đây, có phím cài đặt để hình bánh răng này. Đó, các bạn giữ vào đó khoảng tầm 6-7 giây. Giữ vào đấy. Sau khi nó hiển thị số 1 ở bên góc bên trái này, đấy. Hiển thị cái AV1 hoặc số 1 thì các bạn nhớ bấm nhanh là 1103 à 1105, bấm nhanh đó. Thì nó sẽ hiển thị lên sau ấn OK nó sẽ hiển thị đây, nó hiển thị lên bản Hotel Mode. Vào đây sẽ có cài đặt mạng, các bạn cài đặt như bình thường. Nhập mật khẩu vào cài đặt như bình thường. Sau đó các bạn xuống chỗ cài đặt Configuration Setting, các bạn vào Add Program nhé.
Đấy, trong đây thì bạn muốn có YouTube thì bạn tích vào YouTube, tích luôn vào cả web browser cái nữa để mình thỉnh thoảng đọc báo là biết. Sau tích được OK cái là ra ngoài là sẽ hiển thị đây. Đấy, YouTube cũng có mà web browser cũng có đấy. Thế là mở YouTube này là sử dụng thôi, rất đơn giản. Đã OK chưa? Bây giờ bấm thử vào bài nhạc. Đấy, OK rồi đấy. OK, chào các bạn nhé. Cảm ơn đã theo dõi.